bạn Vũ Hồng đang ở ngã ba đường Dường Lài với đường Liễu Ông Bích ha. Ngã ba đường Dường Lài với đường Liễu Ông Bích, bên kia là ngân hàng Bản Việt, ngân hàng Nam Á Băng. Bên đây thì có ngân hàng Sa Công Băng. Đầu đường đây thì cái hướng này nè, cái hướng này qua bên kia là chạy về hướng ngã tư Bãi Hiền, đường Lạc Long Quân. Còn cái hướng này á, chạy thẳng lên kia là đi về hướng Đầm Sen ha. Thì Vũ Hồng đang đứng ở ngã ba đường Lũy Bán Bích và đường Dường Lài. Vũ Hồng sẽ chạy vào cái căn nhà ở hẻm 315 cho cô chú anh chị bạn xem ha. Ở bên kia là KFC và bên đây là The Coffee House nha. Rồi Vũ Hồng sẽ chạy vào căn nhà đó cho cô chú anh chị bạn xem ha. Đường Dường Lài thì đầu một đầu là đường Lũy Bán Bích, còn một đầu là đường Văn Cao, chạy thẳng qua bên kia là nối thêm một đoạn ngắn của đường 41 nữa, lại ra đường Lê Thúc Hoạch là đường đôi của quận Tân Phú ha. Ở đây là phường Phú Hộ Hòa, quận Tân Phú nha. Bên tay phải là số chẵn và bên tay trái là số lẻ. Đây có một cái nhà Sa Công Băng nữa nè. Rồi kế tiếp là quán nhậu, quán ăn, quán cà phê rất là nhiều luôn. À, bên trái mình là một cái quán nhà hàng Tuấn Mập, là một cái nhà hàng nổi tiếng của cái khu này luôn á đó. Tuấn Mập, địa chỉ 31 Dường Lài, là cái nhà hàng nổi tiếng của khu vực Dường Lài này ha. Thì ở đây các hẻm giới ở đây là khoảng 6 mét. Bên trái mình đó là đường, bên phải là đường Nguyễn Hậu nè. Bên phải là đường Nguyễn Hậu ha, có nướng barbecue nè ha, rồi bún chả Hà Nội, rồi Winmart, rồi Co op Food. Ở đây có thánh thất cao đài, có chùa, có nhà thờ, chùa Pháp Vân là chùa lớn ha. Mình vừa đi qua bên trái mình đó là chung cư Vườn Làng nha. Chùa Pháp Vân, trường cao đẳng Công Thương, rồi trường phổ thông trung học Trần Phú. Rất là nhiều luôn ha. Đường trước mặt mình đó là hẻm, bên tay phải là đường Nguyễn Du Phát, còn phía bên trái mình đó là hẻm 83. Đó, đường Nguyễn Du Phát ha. Còn bên trái là hẻm 83 đường Dường Lài ha. Đường Dường Lài này đã làm quy hoạch xong rồi nha. Quy hoạch đã thực hiện rồi, chỉ còn mấy con hẻm cấm lộ giới là từ 4. Bên phải là Nguyễn Nhân Tố ha. Và những con hẻm này là cấm lộ giới là khoảng 4,5 m cho tới 6 m. 4,5 m cho tới 6 m ha. Còn những cái hẻm 12 mét thì đã làm rồi. Ở đây có cái pizza lớn là pizza Quang Minh ha. Bên phải là đường Lê Đình Thụ, lộ giới 14 mét. Hotel Sương Sương Ngọc ha. Rồi cái nhà của mình nằm trong hẻm á, hẻm 315. Thì nó nằm bên tay trái nha cô chú anh chị bạn. Đường phía trước mặt mình là đường Phan Đình Phùng. Ngay góc quán cà phê nè. Đây là đường Phan Đình Phùng ha. Cô chú chị bạn đi để ý là thấy bên tay phải mình là bên tay trái là có mấy cái trường mầm non Thanh Tâm. Thì bên tay trái, bên tay bên phải trường mầm non Thanh Tâm, thì bên tay trái thì mình sẽ tới đó. Đây có từ trường Ngôi Nhà Hạnh Phúc nữa nè. Vừa qua hẻm 160 này ha, hẻm lớn đó mà, hẻm lớn. Hẻm 12 mét đã thực hiện rồi đó rồi. Còn hẻm 6 mét thì hiện giờ nó chung tất nữa để hiện hữu luôn á. Thì phía trước cái nhà mình nó là nằm gần cái chỗ cái nhà thờ cao cao đó, cô chú anh chị bạn thấy không? Nó gần cái nhà thờ cao cao đó. Qua khỏi nhà thuốc Long Châu bên trái luôn em, qua khỏi cửa hàng Co op Food này luôn nha. Thì mình sẽ thấy cái Thanh Thanh thì mình đi vào trong đó ha. Ở đây thì có quán lớn nè, quán dê tươi lớn ha. Rồi cô chú anh chị bạn để ý bên tay trái nha, qua khỏi quán chai này nè, nó có gạch men Thanh Thanh này. Nó đối diện bên đây là hẻm 218 đường Dường Lài, còn bên kia là hẻm 315 ha.
kế bên cái cửa hàng gạch men Thanh Thanh thứ hai ha. Cái nhà mình là căn thứ hai bên tay phải nha, chạy vào căn nhà mình là cái nhà thứ hai bên phía tay phải ha. Vũ Hồng xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở đường Dường Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà mình là trước đây là chủ có kêu là 6 tỷ 8, nay chủ giảm còn là 6 tỷ 580 triệu ha. Căn nhà mình nằm gần ngay chỗ trường cao đẳng công thương, gần ngay chỗ Thánh Thất Cao Đài trên đường Dường Lài. Cái hẻm này là hẻm Đông Bắc nha cô chú anh chị các bạn. Ngang là 4m1 và chiều dài nhà mình á, ngang là 4m1, chiều dài là 15m ha. Mặt hẻm này là Đông Bắc, mặt hẻm kia là phía sau là hướng Tây Nam ha. Nhà mình chỉ cách mặt tiền chưa đầy 20m nha, hẻm trước nhà này là hơn 4m rồi ha. Nhà mình có hai lớp cửa nha, hẻm thì hẻm thông ha. Đây địa chỉ nhà mình đây, cách mặt tiền đúng một căn nhà kế bên thôi ha, đúng căn nhà này thôi nha. Đó, hẻm là hẻm ô tô nha, hẻm ô tô ha, xe chiếc ô tô taxi đậu đó thì xe hai xe máy vẫn còn đi được ha. Nhà mình thì ở phía trước này hẻm sạch sẽ đẹp ha, vừa làm lại nè, nó rất là đẹp ha, hẻm hơn 4m nha. Và nhà mình có hai lớp cửa bảo vệ, một lớp cửa sắt bên ngoài và bên trong là cửa sắt với kính cường lực ha. Ngang là 4m1 và chiều dài á, ngang là 4m1 và chiều dài là 15m nha. Nhà diện tích đất được công nhận là 61m. Một trệt với một lầu ha. Một hẻm trước và một hẻm sau nha cô chú anh chị các bạn. Ngang 4m1 và chiều dài là 15m. Cô chú anh chị bạn ơi, mình tìm căn nhà mà diện tích người ngang lớn hơn 4m là rất khó luôn ha. Đặc biệt đây là quận Tân Phú. Đường Dường Lài là một trong những con đường sung túc bậc nhất của quận Tân Phú nha cô chú anh chị các bạn. Ở dưới chợ này chủ nhà có làm một cái nhà vệ sinh ở giữa nè, và nhà bếp ở phía sau. Ha. Đây một cái nhà vệ sinh. À, ở phía sau lưng này chủ còn làm thêm một cái nữa là hai cái ha. Ở đây là không gian của giặt đồ. Còn trên đây thì có cái kho để chứa đồ ha cô chú anh chị bạn. Đây là gian bếp của nhà mình. Nhà mình có hẻm phía sau luôn nha, hẻm 313 ha. Ở đây là gian bếp của nhà mình nè. Đó, hai nhà vệ sinh nha. Đây hẻm phía sau nhà mình nha. Nhà mình phía sau cũng có hẻm, hẻm phía sau cũng 4m, hẻm trước cũng 4m luôn nha. Thì cách mặt tiền chỉ khoảng cho mười mấy mét thôi. Ở trên thì có khoảng lấy sáng thì cũng làm xong sắt bỏ xong bảo vệ là hết rồi ha. Đây là không gian của gian bếp nhà mình nè. Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 315/4 đường Dường Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ha. Nằm ngay trung tâm của quận Tân Phú luôn nha. Đường Dường Lài là một đoạn là giáp với một đầu đường là Lý Văn Bích, một đầu kia là đường Văn Cao ha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại là hẻm sau á, hẻm sau nhà mình á, hẻm sau của nhà mình là hướng Tây Nam nha. Còn hẻm trước là nhà mình là hướng Đông Bắc ha. Kích thước nhà mình đó là chiều ngang 4m là rất khó tìm một căn nhà ở trung tâm mà kích thước ngang là 4m nha cô chú anh chị bạn. Tìm nhà diện tích lớn thì dễ nhưng mà ngang 4m là rất khó, trừ phi mình đi ra ngoài khu dân cư. Trong nội thành thì ít có khu dân cư lắm, chỉ có hiện hữu thôi. Còn ở ngoài khu dân cư thì nó xa.
đây ngay khu vực trung tâm của quận Tân Phú luôn nha cô chú anh chị bạn. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ là 315/4 đường Dường Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Nếu mình tính đoạn đường từ Liễu Ông Bích lên Nhân Cao là mình đi 2/3 đoạn đường nha. Nhà mình kích thước ngang là 4m1 và chiều dài là 15m ha. Chủ quyền hồng ha. Nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn nha. Cầu thang lớn 1m2 đi lên rất là thoải mái nha. Tay vịn gỗ mặt đi bằng đá hoa cương ha. Cầu thang thì lớn lắm nha cô chú anh chị bạn. Nhà mình dài chạy chiều dài 15m nên mình làm cầu thang á. Ngang 4m mình làm cầu thang 1m2. Đi rất là thoải mái luôn ha. Rồi Vũ Hồng sẽ quay phòng phía sau trước nha cô chú anh chị bạn. Đây cô chú anh chị bạn nhìn cầu thang mình rất rộng luôn ha. Mình sẽ review phòng phía sau trước, căn nhà địa chỉ là 315/4 ở phía sau trước nha. Đây là không gian của lầu 1. CB đây là CB hệ thống CB tổng của tầng 1 của mình đây, lầu 1 đây. Tầng 2 lầu 1 thì phía sau là cửa gỗ ha. Vì nhà mình nằm hai mặt hẻm nên phía sau mình có mở thêm một cái ban công phía sau và cái cửa sổ luôn ha. Cuối cái clip là Vũ Hồng có chèn cái đường đi chạy khu vực từ đường Văn Cao tới đường Liễu Ông Bích xung quanh khu vực này để cô chú anh chị bạn hình dung cái căn nhà này nằm vị trí như thế nào nha. Gần chợ, gần trường học, gần nhà thờ, gần trường cao đẳng đại học, trường cấp 1, 2, 3 đầy đủ hết đấy cô chú anh chị bạn. Ở khu vực phơi đồ này thì chủ nhà làm cái song sắt bảo vệ ha. Đằng lưới B40 là có chìa khóa để thoát hiểm. Nó phía ngoài đây ra mặt tiền là mười mấy mét là tới mặt tiền đường Dường Lài nha. Hẻm phía sau đây ha. Ban công phía sau. Rồi, đây là cái ban công phía sau. Rồi đây là cái cửa sổ phía sau ha. Phòng phía sau, cửa sổ phòng phía sau cũng có song sắt bảo vệ rồi nha. Phòng thì khá rộng, căn nhà mình vì diện tích á, căn nhà mình ngang đến 4m1 nên nhà mình diện tích rất rộng luôn ha. Thì có chủ nhà có làm quạt thông gió sẵn rồi nè, quạt hút gió lấy mùi ra ngoài ha. Rồi mời cô chú anh chị bạn tham quan ở phòng phía trước nha. Rồi đây là cái khu vực cầu thang ở giữa của mình nè, thoáng mát ha. Ở phía trước này có thêm hai phòng, ở trên lầu làm được 3 phòng nha. Ở dưới đất thì để trống khung sinh quan sinh hoạt chung. Ở trên lầu thì làm được 3 phòng ha. Một cái phòng ở giữa và một phòng phía trước, một phòng phía sau. Đây phòng ở giữa nè. Cũng làm bằng cửa gỗ hết nha. Đó, phòng này phòng ở giữa ha. Và phòng phía sau, Vũ Hồng review phòng phía trước ha. Phòng phía sau rồi, giờ phòng phía trước cho cô chú anh chị bạn xem nha. Đây là phòng phía trước nè. Đó, phòng phía trước nè ha. Vũ Hồng xin nhắc địa chỉ, chắc lại địa chỉ nhà mình là 315/5 đường Hường Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ngang là 4m1 và chiều dài là 15m ha. Hẻm ở trước nhà 4m, hẻm sau 4m. Chỉ cách mặt tiền Dường Lài là chỉ 15m thôi nha. Ra mặt tiền Dường Lài ha. Hẻm ô tô nha. Đó, đây anh chủ nhà làm cái công viên nhỏ nhỏ để vui chơi, ngắm cây cảnh ha. Hẻm trước nhà nè. Thì ra mặt tiền đường là chỉ có 15m hẻm ô tô nha. Rồi Vũ Hồng review lại sơ lại cho cô chú chị bạn xem ha. Cửa trên lầu là cửa sắt nha, hai lớp luôn ha. Cửa sổ cũng làm hai lớp luôn nha.
Đây, nhìn lại không gian của lầu lầu 1 ha, tầng 2 lầu 1 nha. Thì 3 phòng ngủ ở trên đây hết. Hai nhà vệ sinh ở dưới hết ha. Hai mặt hẻm nha, hẻm trước và hẻm sau đều hẻm lớn ha, hẻm ô tô hết nha. Ngang 4m1 và chiều dài là 15m ha. Diện tích đất được công nhận là 61m, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. 315/4 đường Dường Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, gần ngay chỗ Thánh Thất Cao Đài, gần ngay chỗ cái cao ốc Kim Hồng, Asiana Plaza và trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh. Gần chợ, gần trường học, gần ủy ban, gần trung tâm giải trí. Thuận tiện đi lại, đoạn đường là một cái đoạn đường Dường Lài, đường nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Đầu đường Dường Lài là đường Lũy Văn Bích, cuối đường là đường Văn Cao, nói qua đường Nguyễn Thúc Hoạch ha. Đường Lê Thúc Hoạch ha. Cô chú anh chị bạn vừa xem Vũ Hồng review xong cái căn nhà địa chỉ là 315/4 đường Dường Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kích thước ngang là 4m1 và chiều dài là 15m ha. Nhà mình hai mặt hẻm nha, hai mặt hẻm trước và hẻm sau đều là hẻm lớn, ô tô vô, taxi vô ngang nhà được ha. Thì nhà mình chỉ cách mặt tiền đường là chưa đầy 20m nha, căn mặt tiền rồi đến căn, rồi căn kế tiếp là căn của mình ha. Mặt tiền hẻm chính là hướng đông bắc và hẻm phía sau là hướng tây nam nha. Thì ở đây là gần ngay chỗ cái Thánh Thất Cao Đài, gần ngay chỗ trường thương mại, gần ngay chỗ cao ốc Kim Hồng và Asiana Plaza. Ở đây đầu đường đằng kia là quán nhà hàng Tuấn Mập. Cái đường Vườn Lài này Vũ Hồng xin nói để cô chú anh chị bạn tiện theo dõi. Đầu đường là đường Vườn Lài á, là đường Lũy Văn Bích. Và cuối đường Vườn Lài á, là đường Văn Cao. Và nói thêm một đoạn đường số 41 nữa là qua đường Vườn Lài này. Tổng cộng có khoảng 400 số nhà. Thì mỗi một mé bên tay, nếu tính từ đường Lũy Văn Bích đi lên á, là số lẻ nằm bên tay trái và số chẵn nằm bên tay phải ha. Các hẻm ở đường Vườn Lài này là từ 4m cho tới 14m. Và những hẻm 10, 12, 14 thì nhà nước đã làm rồi và đường Vườn Lài cũng đã làm rồi ha. Chỉ còn có hẻm 4m và hẻm 6m chưa làm ha. Có những cái hẻm mình thì thông rồi. Nói chung là đẹp, hẻm đẹp rồi. Thì tương lai thì chủ nhà nước sẽ để y cái hẻm này và công bố quy hoạch là giữ hẻm luôn. Rồi cô chú anh chị bạn xem xong video này, nếu thấy bạn bè người thân của mình có nhu cầu á thì hãy chia sẻ cái video clip này để người thân bạn bè của mình có thể tìm hiểu, có cơ hội tìm hiểu và mua được căn nhà ở quận Tân Phú. Diện tích đất là 61m2 mà chỉ có 6.580.000.000 thôi. Còn nếu như mà mình có nhu cầu tìm hiểu thì hãy gọi cho Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn. Thì Vũ Hồng sẽ chạy một vòng đây cho cô chú anh chị bạn xem. Rồi xong Vũ Hồng chạy vào cái cửa ngôi nhà luôn nha. Có một cái Thánh Thất Cao Đài nè ha. Còn ở đây là có cái cao ốc Asiana ha. Còn bên đây là trường, này là trường Cao đẳng Công thương. Còn phía trước mặt mình là xi cầu cây. Còn đây là cao ốc Kim Hồng. Đi thẳng luôn là tới đường Văn Cao ha. Đường này là đường Phạm Văn Xảo. Mình đi thêm một ngã tư nữa đến thì đường đến đường Văn Cao ha. Đường Văn Cao mình nối một đoạn nhỏ nữa thì mình sẽ qua đường 41 á, ra đường Lê Thúc Hoạch nha. Rồi, đường phía trước mặt mình là đường Văn Cao ha.
Đó, bây giờ Vũ Hồng quay đầu lại nha, quay đầu lại để chạy vào căn nhà ha. Chỉ có khoảng 400 số thôi, khoảng 200 căn nhà thôi. Ở gần đây có trường Thánh Thất Cao Đài ha. Rồi mình qua hỏi Thánh Thất Cao Đài này thì mình sẽ vào cái hẻm này, lại có hai hẻm, hẻm 331 này đi vào cũng được nè. Đó chứ sao nhà mình ô không, hẻm 323 đó, mình đi vô hẻm này à, cũng được này nha. Đó, căn nhà mình đó là căn thứ hai, đi vô hẻm này cũng tới nhà mình nữa nè. Nhà mình nè đó, con chú chịu bà thấy không, nhà mình đó, hẻm phía sau này ha. Rồi Vũ Hồng sẽ chạy ra cái hẻm chính phía trước cho mọi người bạn xem nha. Đây hẻm 315.